thầy và quý đồng nghiệp, thì từ đầu buổi hội nghị đến giờ thì mọi người cũng đã nghe rất nhiều về cái vấn đề là tắc mạch là một cái nguyên nhân dẫn đến đột quỵ. Thì tuy nhiên là bên cạnh đó đó, cái xuất huyết dưới nhện nó cũng là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến cái vấn đề đột quỵ ở trên bệnh nhân. Tuy nhiên là theo cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật, càng lúc càng tăng, càng tốt hơn về sau này á, thì các bệnh nhân xuất huyết dưới nhện mà do vỡ túi phình thì được can thiệp, đặc biệt là can thiệp điều trị nội mạch càng lúc càng nhiều. Và chính vì như vậy á, mà cái việc điều trị theo dõi sau can thiệp nội mạch ở bệnh nhân cần phải được nên được chú trọng hơn. Đầu tiên thì em xin được báo về một ca lâm sàng. Bệnh nhân là nam, sinh năm 1958, thì vào tháng 9 năm 2017, bệnh nhân nhập viện vào bệnh viện Chợ Rẫy vì xuất huyết dưới nhện và được can thiệp bít phồng ở vị trí động mạch thông sau bằng coi. Và tuy nhiên là đến tháng 2 năm 2018 thì bệnh nhân lại nhập viện vào bệnh viện Thống Nhất với một cái tình trạng là xuất huyết dưới nhện Hunnett 1. Thì ở trong cái DSA vào tháng 2 năm 2018 thì tại bệnh viện Thống Nhất đã ghi nhận xuất hiện một cái túi phình thứ hai ở động mạch thân nền khu vực não sau bên phải vỡ. Thì vào cái thời điểm do không có cái hình ảnh của can thiệp lần đầu cho nên là cũng không thể đánh giá được chính xác cái túi phình lần này vỡ là do tái phát hay là đã bị bỏ sót hay là một cái túi phình mới hình thành. Tuy nhiên cái quyết định được đưa ra lúc đó là tiến hành bít luôn cả cái túi phình thứ hai này bằng coi tiếp theo. Bệnh nhân này đã được tiến hành thả coi và bít túi phình thứ hai với hai coi. Làm sao chạy cái video này. Và đây là cái hình ảnh túi phình hai cái túi phình mình đã được bít coi được hoàn chỉnh, chụp lại bằng DSA. Tuy nhiên là sau đó bệnh nhân này lab tụi em bị mất follow up bệnh nhân và đến tháng 5 năm 2019 bệnh nhân lại tái nhập viện vì đau đầu và trên CT lại xuất hiện hình ảnh xuất huyết dưới nhện. May mắn là mặc dù bệnh nhân này nhà ở Kiên Giang và bệnh nhân vẫn còn thời gian để lại tái nhập viện vào bệnh viện Thống Nhất với một cái mức độ của xuất huyết dưới nhện là Hunnett 1 trên CT. Và bệnh nhân đã được tụi em đã tiến hành chụp ngay DSA cho bệnh nhân. Thì đây là hình ảnh chụp DSA của bệnh nhân. Thì thấy là hai cái búi coi ban đầu hiện tại thì vào tháng 5 năm 2019 nó trở thành một hình ảnh một búi coi như thế này và vẫn thấy cái hình ảnh còn dòng chảy vào trong cái túi phình. Và lúc này thì quyết định là tiến hành can thiệp sửa túi phình đã bị tái thông với ba coi. Đây là hình ảnh túi phình trước can thiệp và hình ảnh túi phình sau can thiệp đã bít co lại hoàn toàn. Không còn thấy cái hình ảnh dòng chảy vào trong lòng túi phình nữa. Thì bệnh nhân này với cái rút ra được cái vấn đề là qua những cái lần mà bệnh nhân bị tái phát xuất huyết dưới nhện, tái thông túi phình lần 1, lần 2 thì bệnh nhân này được tiến hành theo dõi chụp DSA lại sau 4 tháng, 6 tháng và sau 12 tháng. Và vào tháng 9 năm 2019 thì hình ảnh túi phình được chụp lại bằng DSA luôn là hình ảnh túi phình ổn định, không thay đổi hình dạng hoặc cũng như là không có bị tái thông. Và vào tháng 5 năm 2020 thì cũng tương tự như vậy là không thấy hình ảnh tái thông dòng cũng như không thấy hình ảnh cái búi coi nó bị biến đổi như những lần trước nữa. Như vậy thì bệnh nhân, bác sĩ can thiệp nội mạch sau khi mà đã điều trị bít thông túi phình cho bệnh nhân, bít túi phình cho bệnh nhân xong thì thực sự cái bệnh nhân đó có còn nguy cơ vỡ phình sau can thiệp nội mạch hay không? Tại vì khi mình giải thích cho một bệnh nhân xuất huyết dưới nhện rằng cái việc mình can thiệp nội mạch là với một cái mục tiêu là gì, là để phòng ngừa nguy cơ xuất huyết tiếp theo, thì rõ ràng rằng cái phương án can thiệp nội mạch nó là một cái phương án ưu thế hơn so với mình mổ kẹp clip. Tại vì không phải vị trí nào mổ kẹp clip cũng có thể
tiếp cận được. Bên cạnh đó là cái hậu phẫu nó sẽ nhẹ nhàng hơn cho bệnh nhân rất là nhiều. Tuy nhiên rằng một cái khuyết điểm của nó chính là vì mình không thể giải quyết triệt để được, và mình do đó là bác sĩ can thiệp nội mạch có cần thiết phải theo dõi tiếp hay không. Thì thực sự là có khoảng 1/5 túi phình, qua một số nghiên cứu là có khoảng 1/5 túi phình đã tái phát sau điều trị can thiệp nội mạch. Bên cạnh đó thì cái tỷ lệ xuất huyết tái phát mặc dù vậy nhưng mà cũng khá là thấp, là chỉ khoảng 0,1%. Tuy nhiên là cái việc theo dõi sau điều trị túi phình dù là vỡ hay là đã chưa vỡ mà mình đã can thiệp nội mạch thì vẫn phải thực hiện. Một số lý do dẫn đến cái tình trạng tái phát là cái cơ chế dẫn đến tái phát túi phình đã can thiệp là gì, là các khối co bị nén lại do áp lực của dòng máu động mạch dẫn đến hở cái lòng túi phình. Thứ hai là các sợi co ban đầu bị bao phủ bởi huyết khối bám thành trong lòng túi phình, qua thời gian thì huyết khối sẽ tùy thuộc vào khả năng chuyên môn của cơ sở y tế. Tần suất theo dõi phụ thuộc vào sự an toàn cho bệnh nhân và chi phí. Và tuy nhiên là DSA vẫn là phương tiện chẩn đoán cần thiết để quyết định điều trị cho bệnh nhân. Thì lộ trình đánh giá lại hình ảnh sẽ dựa vào các yếu tố như vừa nêu huy nãy, đó chính là hình thái của túi phình, kích thước của túi phình, tình trạng trước vỡ. Thời gian khảo sát sẽ linh động tùy thuộc vào đánh giá của bác sĩ can thiệp cùng với các yếu tố nguy cơ của việc phát sinh của túi phình mới hay là việc tái phát túi phình. Một cái vấn đề cần lưu ý nữa là theo một vài nghiên cứu được thực hiện theo dõi bệnh nhân dài hạn thì có khoảng 12,4% bệnh nhân có túi phình khá là ổn khi chụp trên MRA sau 3 đến 5 năm, tuy nhiên lại tái thông trên hình ảnh MRA sau 10 năm, trên 10 năm, và tỷ lệ chảy máu tái phát là khoảng 0,7% với những bệnh nhân đã được theo dõi trên 10 năm, và có khoảng 4,1% bệnh nhân là xuất hiện túi phình mới ở sau 10 năm. Như vậy thì một cái lộ trình theo dõi gợi ý, và đây cũng là lộ trình mà hiện đang được thực hiện tại Bệnh viện Thống Nhất, đó chính là bệnh nhân sẽ được theo dõi các bệnh nhân sau khi can thiệp nội mạch để bít túi phình bằng can thiệp nội mạch thì sẽ được theo dõi sau 3 đến 6 tháng với DSA, sau đó là từ 12 đến 24 tháng với các phương pháp không xâm lấn như là MRA, kiểm tra lại sau 3 đến 5 năm với các phương pháp không xâm lấn như MRA, và vẫn nên theo dõi trên 10 năm sau khi điều trị vì vẫn có một số túi phình bị tái phát muộn là dù là ít. Phần báo cáo của em đến đây là hết. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe.